Trước mắt quý vị và các bạn là bộ dây loa Hitachi 14 lõi đã được hoàn thiện là tuốt đầu sẵn như này về quý vị và các bạn chỉ việc sử dụng. Quý vị và các bạn có thể đấu trực tiếp vào âm ly vào loa hoặc là lắp ráp vào đây tùy theo cái mục đích nhu cầu của quý vị và các bạn. Nếu như ở nhà quý vị và các bạn không có ráp mà muốn lắp ráp luôn thì tôi sẽ thực hiện là DIY những đầu jack bắp chuối, mỏ chim hay là càng cua vào đây để quý vị và các bạn là dễ dàng sử dụng. Và cả bộ dây loa này, mỗi vế là 2,5 m, rất là mềm như thế này. Có giá là 400.000 đồng, miễn phí ship tận tay cho quý vị và các bạn nhé. Tôi nhắc lại là 400.000 đồng một bộ dây loa. Như thế này. 400.000 đồng một bộ 2,5 m và bao ship anh em nhé. Còn anh em mua lẻ chỉ có 80.000 đồng một mét thôi. Dây của Hitachi này, dây rất là mềm. Đó. Còn anh em mua lẻ theo mét là 80.000 đồng một mét anh em nhé. Đây cho anh em xem cái phôi dây. Đây là cái phôi dây của nó rất là mềm, dây của nó to bằng ngón gần bằng ngón tay út của tôi, như anh em thấy rất là mềm mại. Cái cảm giác cầm bên ngoài thì rất là sướng. Để dây bãi của Nhật nên là anh em dùng thì rất là yên tâm. Dùng 15 hay là 25 thì cái chất dẫn của nó vẫn sáng bóng như này, đây này. Nó không hề bị oxy hóa. Tôi lưu ý rằng anh em mua bộ 2 m tức là 4832 320, tôi không bao ship anh em nhé. Còn anh em mua bộ 2,5 m tức là tổng là 5 m thì nhân 80.000 một mét là 400.000 thì tôi bao ship cho anh em. Còn anh em mua bộ 2 m thì ship 30.000, ship tận tay cho anh em. Những cái dây Hitachi này có cái độ chi tiết cao và kèm với đó là độ sạch sẽ của nó, lớp lừa chống nhiễu rất là dày. Và đến lớp giấy và từng cặp dây một này, như anh em thấy 14 lõi dây thành từng cặp họ xoắn lại với nhau, và mỗi một màu khác nhau thì họ lại đánh dấu cái ký hiệu để phân biệt hai màu với nhau. Ví dụ như hai cái màu xanh này phân biệt 7 cái gạch trên dây này, đó, một gạch đen một gạch đỏ. Những cái cách họ xoắn như này giúp chống nhiễu một chiều, giúp tạo ra các cảm kháng từ triệt tiêu nhiễu động khi trên đường truyền. Và khi quý vị mua dây của chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm sẵn cho quý vị và các bạn sẽ tách từng lõi một ra này. Sẽ phải tách từng lõi ra một. Tách từng lõi ra. Nên là đôi khi cái việc, cái công làm như này nó rất là mất thời gian. Nhưng mà chúng tôi sẽ hỗ trợ anh em làm. Đó. Tôi ví dụ. Mình sẽ phải tách từng lõi một ra. Đấy, anh em thấy cái đồng của nó rất là sáng. Đồng mạ bạc, mà tỷ lệ bạc không nhiều. Nên là tiếng của nó không bị chói. Tiếng rất là trung tính, rất là chi tiết và dài. Đây, tôi ví dụ. Khi chúng ta tách ra, chúng ta sẽ xoắn lại. Tết lại như này. Như quý vị thấy. Một. Quý vị và các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 722 688. Giao hàng toàn quốc nhé. Rất là đẹp. Giá chỉ 400.000 đồng một bộ 2,5 m. Và 350.000 đồng bộ 2 m bao ship tận tay cho anh em. Mua theo mét là 80.000 đồng một mét anh em nhé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tuốt hết đầu cho anh em như này. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Còn rất là nhiều những mẫu dây loa khác thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những sản phẩm mới nhất tôi đăng lên mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.